Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Lại tiếp tục thăm bẫy mọi người ơi. Rồi cái đầu tiên này sao đây? À, chết mẹ. Rồi cái đầu tiên nó ủi mọi người. Khôn quá. Đây, cái bao huyền thoại của mình. Đây kìa. Cái thứ hai kìa. Cái thứ hai sập rồi nè. Đây. Chuột côn. Ngon rồi. Đã nằm im đít luôn. Ai, trời ơi, con chuột khổng nữa. Hên nha mọi người, bữa nay đi thăm sớm. Im re nó không có phá dữ ha. Đã kìa chưa? Thăm sớm đỡ quá. Để cột lại nha mọi người. Cột cái miệng lại đây. Rồi mọi người xem nè. Xảy rồi. Còn dính lâm chuột luôn. Ổn thiệt chứ. Quá ổn. Con này mạnh lắm nè. Sập rồi đây. Em chuột cơm đấy nha mọi người. Đây. Em chuột cống sao? Ngậm. Hên quá, đừng em nữa. Trời, nó lôi ngốc vô đây nữa chứ. Hồi đặt không có ốc mà lôi vô mọi người. Thà ốc vô không. Đây, cột lại. Ngồi đó. Một em chuột cống nữa. Thăm sớm khỏe hả? Yêu rít nè, không la lối vậy. Tôi lý quá. Ồ, mơ nhạc. Mới nhắc là đây anh ngồi trong ốc đây. Một em nữa cùm. Sập ở đây à, trời ơi chuột cống nữa. Còn cái kế này kế không con. Trời ơi dính luôn. Ai da. Ây da, cống nữa. Hai cái chung đường mòn, hai cái hai con cống luôn. Lý quá. Đây, một em ngồi chốc ngốc nữa. Kìa chưa? Mấy cái bẫy mini. Đây. Một em nữa nè. Trời đất ơi. Em này em bự bằng cái bẫy luôn. Cái đâu? Em này trở đầu cũng hơi bị khó ha. Nó cứng rồi. Quá hệ con này rồi. Kết quả ngày hôm nay nha mọi người, một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè, năm con nè, sáu con nè, bảy, tám, chín, mười con. Đây, một con chuột cơm mọi người. Hai con chuột cơm. Ba con chuột cơm. Vậy là bảy con chuột cống mọi người. À, đã chưa?
ba em. Bốn em. Năm em. Sáu em. Bảy em chuột cống. Bảy em cống có hai em này ăn khủng. Đã ghê mọi người. Và phá bảy. Bự quá phá. À, 10 với nãy xảy con xé cái lồng dần dần luôn mọi người. Chúng thôi là được 11 con rồi. Cái răng hết hồn cái răng à. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha. Xin hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Để tranh thủ chạy về giao cho anh ta nè.